Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022. Xác định 4 cặp xuất sắc tiến vào tứ kết của World Cup 2022 là các đội tuyển Croatia vs Brazil, Hà Lan vs Argentina, Morocco vs Bồ Đào Nha, Pháp vs Anh. Lịch thi đấu World Cup 2022, vòng tứ kết. 22h, 9 tháng 12, Croatia vs Brazil, VTV2. 2h, 10 tháng 12, Hà Lan vs Argentina, 2, VTV3. 22h, 10 tháng 12, Morocco vs Bồ Đào Nha, 3, VTV2. 2h, 11 tháng 12, Pháp vs Anh, 4, VTV3. Morocco 0-0 Tây Ban Nha, Ben, 3-0. Thêm một cú sốc nữa xuất hiện ở World Cup 2022, Morocco đã ghi tên mình vào vòng tứ kết, chứ không phải Tây Ban Nha. Sau 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng, hai đội đã phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu và Morocco thắng áp đảo 3-0 trên chấm 11m. Kết quả cuối cùng, đội tuyển Morocco giành vé vào tứ kết với chiến thắng 3-0 ở loạt đá luân lưu. Tại tứ kết, họ sẽ gặp Bồ Đào Nha, đội bóng vừa thị uy với chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ. Bồ Đào Nha 6-1 Thụy Sĩ, thị uy sức mạnh. Bồ Đào Nha bước vào trận đấu vòng 1/8 với Thụy Sĩ mà không có siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình xuất phát. Những phút đầu tiên diễn ra khá buồn tẻ khi hai đội chơi chắc chắn và chủ yếu thăm dò nhau. Nhưng đến phút 17, trong một thế trận chặt chẽ, Bồ Đào Nha đã tìm được bàn mở tỷ số. Phút 33, từ quả phạt góc bên cánh phải của Bruno Fernandes, Pepe bật cao đánh đầu dùng mạnh đem về bàn dẫn trước 2-0 cho Bồ Đào Nha. Sang hiệp 2, phút 51 và 55, Ramos và Rafael Guerreiro lập công giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 4-0. Phút 58, Thụy Sĩ gỡ lại được một bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Tuy nhiên đến phút 67, Ramos đã sửa sai. Từ đường truyền của João Félix, tiền đạo trẻ 21 tuổi gầy bóng qua đầu thủ thành Sommer để hoàn tất cú hat-trick, qua đó nâng tỷ số lên 5-1. Phút 90+2, Rafael Leão thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành, qua đó ấn định chiến thắng tưng bừng 6-1 cho Bồ Đào Nha. Với thắng lợi này, Bồ Đào Nha hiên ngang vào tứ kết, gặp Morocco đang chờ sẵn. Ở trận đấu trước đó, Morocco đã loại Tây Ban Nha trên chấm penalty. Dự đoán tỷ số vòng tứ kết, Mắt Đại Anh Hào, ai sáng cửa vào bán kết World Cup 2022. Các địa chấn mang tên Morocco và cơn mưa bàn thắng trong trận Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ chính thức khép lại giai đoạn đốc ao ngứa không có nhiều bất ngờ. Mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết với những màn tranh hùng hứa hẹn này nữa. Nhân nhóm từ màn sút luôn lưu nghẹt thở giữa Nhật Bản và Croatia, dù được đẩy lên cao trào bằng thất bại không tưởng trên chấm 11m của Tây Ban Nha trước. Morocco cũng như bữa đại tiệc bàn thắng của Bồ Đào Nha ở trận chiến với Thụy Sĩ, vòng 1/8 ít nhiều đã để lại những điểm nhấn ấn tượng. Nhóm đại gia khẳng định sức mạnh khi phải tranh tài theo thể thức loại trực tiếp không phải điều gì quá bất ngờ. Vì vậy, sự cuột khởi của các đại diện bóng đá Á phi phần nào khiến World Cup 2022 không quá tệ nhạt với những trận cầu. Một chiều vòng mùng 1 tháng 8 mà giới chuyên môn từng dự đoán, cảnh báo, Hà Lan đại chiến Argentina. Ở trận tứ kết đầu tiên giữa hai đội có tổng cộng 6 lần vào đến chung kết World Cup, nhiều khả năng kết quả sẽ được định đoạt bởi các ngôi sao ở hai đầu chiến tuyến. Như tiền đạo siêu hạng Lionel Messi và trung vệ Theo Van Dijk, lần gặp gỡ gần nhất tại bán kết World Cup 2014. Đôi bên hòa nhau trong giờ đầu chính lẫn hai hiệp phụ và Argentina thẳng tiến vào trận chung kết sau loạt đá luân lưu. Đấy là một phần trong chuỗi 19 trận bất bại trước các đối thủ ngoài châu Âu trong khuôn khổ World Cup của Hà Lan, kể từ sau cuộc đối đầu cùng Brazil năm 1994. Hà Lan cũng sở hữu chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ trận thua Cộng hòa Séc ở vòng 16 đội Euro 2020. Hà Lan giỏi ở khâu trước thời cơ, Argentina nhỉnh hơn với dàn sao có Messi trên hàng công. Hà Lan hay tìm kiếm cơ hội đòi hưởng phạt đền nên đội bóng Nam Mỹ cần đặc biệt dè chừng. Dự đoán, hòa 1-1, Argentina đi tiếp sau loạt luân lưu. Anh đua sức Pháp, màn chạm trán giữa đương kim vô địch World Cup 2018 với Á quân Euro 2020. Được ví như cuộc so găng quyền Anh hàng siêu nặng giữa hai đội bóng ven biển Manchester, tuyển Anh vẫn luôn mơ mang cúp về nhà nhưng lại gặp khó trước tuyển Pháp. Đối thủ mà họ chưa một lần đánh bại ở các giải đấu chính thức kể từ World Cup 1982. Đội bên cũng chưa từng gặp nhau kể từ trận giao hữu năm 2017, khi Rafael Varane bị đuổi khỏi sân ngay sau giờ nghỉ giải lao nhưng Pháp vẫn giành chiến thắng 3-2. Anh có thể ra sân mà không có Raheem Sterling, người đã hồi hương khẩn cấp để giải quyết vấn đề cá nhân. Harry Kane đã nổ súng trước Senegal nhưng vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác và ít khi lao vào tranh chấp bóng với cường độ cao. Trong khi đó, Pháp lại đang bay cao nhất có thể trên đôi cánh của Kylian Mbappe. Les Bleus không ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng các tuyển thủ của họ dề bóng nhiều nhất và có số cú sút trúng đích nhiều nhất. Kylian Mbappe sẽ khiến Kyle Walker bận rộn ở cánh phải của tuyển Anh và tam sư sẽ tốn nhiều nhân sự trên sân chỉ để phong tỏa Ninja Rùa Mbappe. Pháp quá nhanh,
quá nguy hiểm, còn anh không có nhiều bài để ngăn bước đối phương. Tuyển Anh sẽ coming home nhưng chiếc cúp sẽ không theo cùng bên họ. Dự đoán Anh phát 1-3. Croatia đua sức Brazil. Neymar sẽ đối đầu với kình địch cũ của anh ở Real Madrid, Luka Modric, khi Brazil và Croatia đối đầu ở tứ kết World Cup 2022. Casemiro được trông chờ sẽ trợ giúp đồng hương Neymar chống lại đồng đội một thời hiện đeo băng thủ quân tuyển Croatia, cũng chính là Modric. Brazil đè bẹp Hàn Quốc 4-1 với hàng loạt bàn thắng trong hiệp 1, dập tắt mọi lo lắng về màn trình diễn nhạt nhòa của họ ở vòng bảng. Trong khi đó, Croatia đã vượt qua Nhật Bản trên trận luân lưu với màn trình diễn tỏa sáng của người nhện Livakovic. Thành tích không quá ấn tượng qua 4 trận đã đấu nhưng Croatia cũng đã tiến vào vòng tứ kết ở kỳ World Cup thứ nhì liên tiếp. Chỉ là họ không có quá nhiều quân bài tù và những ngôi sao đích thực để chống trả song phẳng cùng giải thiên hà Brazil. Dự đoán Croatia Brazil 0-2. Bồ Đào Nha đè nghiến Morocco. Tây Ban Nha cũng mang tư tưởng tương tự khi đối đầu với Morocco ở vòng 1/8 và đã phải trả giá khi không thể dạy đối thủ chơi bóng kiểu tiki-taka. Bồ Đào Nha chắc chắn rút được kinh nghiệm từ người hàng xóm ở bán đảo Iberia và lối chơi tấn công rực lửa của họ sẽ là khắc tinh với hàng thủ chắc chắn của Morocco. Khi Ronaldo chưa tìm lại được phong độ thì Bồ Đào Nha đã chỉnh làng ngay chân sút trẻ con Carlo Ramos. Vừa ra sân lần đầu đã làm hơn đàn anh có thâm niên 17 năm ăn cơm đội tuyển. Không chỉ Ramos, huấn luyện viên Fernando Santos còn rất nhiều tiền đạo trẻ trong tay, đủ sức đưa đội bóng này vào đến bán kết và xa hơn nữa. Dự đoán Bồ Đào Nha Morocco 2-1. Báo Tây Ban Nha tuyệt vọng, không thắng nổi Nhật Bản, Morocco mà đòi vô địch World Cup. Truyền thông Tây Ban Nha bị sốc trước thất bại của đội nhà ở vòng 1/8 World Cup 2022. Đa số những lời chỉ trích đều nhắm vào huấn luyện viên Luis Enrique. Không thắng nổi hai đội tí hon mà đòi vô địch là nhan đề bài viết trên tờ Marca của Tây Ban Nha. Bài viết này cho rằng Tây Ban Nha không xứng đáng có mặt ở tứ kết vì không thắng nổi Nhật Bản ở vòng bảng và thể hiện bộ mặt kém cỏi trước Morocco ở vòng 1/8. Huấn luyện viên gì mà không thắng nổi hai đội bóng tầm trung? Thế mà họ nói rằng Tây Ban Nha đến Qatar để vô địch World Cup 2022. Thành thật mà nói, triều đại của huấn luyện viên Luis Enrique đã kết thúc rồi. Ông ấy xuất hiện khắp mọi nơi trên các mặt báo nhưng lại không để lại ấn tượng nào trên sân. Đội bóng như Tây Ban Nha không xứng đáng đi tiếp, tờ báo này viết. Cũng trên tờ Marca, một bài viết cảm thán, thực hiện hơn 1.000 đường truyền để làm gì nếu không có bàn thắng. Tác giả bài viết chỉ ra Tây Ban Nha đã thực hiện 1.019 đường truyền, kỷ lục giải đấu và cầm bóng đến 63%. Nhưng không thể ghi bàn. Tây Ban Nha bị loại vì chúng tôi dở hơn Morocco. World Cup lần trước, Tây Ban Nha cũng không thể thắng họ dù lập kỷ lục về số đường truyền. Điều đó chứng tỏ rằng việc tung ra hơn 1.000 đường truyền không thể giúp một đội bóng tiến xa ở World Cup. Chúng tôi truyền bóng vô thưởng vô phạt, thiếu đi một cầu thủ có thể đưa ra những quyết định dứt khoát. Tây Ban Nha không có một ngôi sao như vậy. Luis Enrique là một huấn luyện viên giỏi nhưng ông ấy không có phong độ tốt. Ông ấy cố gắng là trung tâm của mọi sự chú ý để các cầu thủ giảm áp lực nhưng điều này không hiệu quả. Trong khi đó, tờ AS tỏ ra cay đắng vì Tây Ban Nha một lần nữa để thua trên trận luân lưu. Tờ báo này cũng dẫn lại những trang tin thể thao lớn trên thế giới cười nhạo thông tin các tuyển thủ Tây Ban Nha đã tập suốt luân lưu 1.000 lần. Cụ thể, tờ Espaizetit, Tây Ban Nha không biết làm gì với trái bóng và nói lời chia tay World Cup. Tờ Le Parisien, Pháp, châm biếm, Tây Ban Nha đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị loại trên chấm penalty bằng cách tập suốt 1.000 lần. Thất bại này sẽ như một vết thương trong trái tim người hâm mộ Tây Ban Nha thêm nhiều năm nữa. Nga phát lệnh bắt phó thủ tướng và thứ trưởng ngoại giao Ukraine. Tòa án Lefortune. Huấn luyện viên Morocco kế hoạch là cho Tây Ban Nha kiểm soát bóng. Huấn luyện viên Oleg Dragovic cho rằng ông đã lên sẵn kế hoạch để kiềm hãm sức tấn công của Tây Ban Nha ở trận đấu tại vòng 16 đội World Cup 2022. Đêm mùng 6 tháng 12 giờ Hà Nội, kế hoạch là nhường quyền kiểm soát bóng cho họ. Chúng tôi không sợ điều đó. Đội tuyển của tôi đủ khiêm tốn để nói rằng bản thân chưa phải là Pháp, Đức hay Anh để giành quyền kiểm soát bóng với Tây Ban Nha. Không ai có thể cướp bóng trong chân họ. Do đó, tôi hài lòng với việc không giữ bóng quá nhiều. Tôi không phải là ảo thuật gia, huấn luyện viên Regragui phát biểu sau trận thắng Tây Ban Nha đêm mùng 6 tháng 12. Morocco kiểm soát bóng 23% trong cả trận trước Tây Ban Nha. Đoàn quân của huấn luyện viên Regragui tung ra 305 đường truyền so với 1.041 đường truyền bên phía Tây Ban Nha. Tỷ lệ truyền bóng chính xác của Tây Ban Nha cũng lên đến 92%. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bò Tót thất bại trong việc khoan thủng mảnh lưới của Morocco. Huấn luyện viên Regragui tiết lộ cả đội dành ra 4 ngày để xây dựng chiến thuật và giảm thiểu tối đa tầm ảnh hưởng của bộ ba tiền vệ Sergio Busquets, Pedri và Gavi bên phía Tây Ban Nha. Ông nói, có quá nhiều đường truyền được họ thực hiện trong 120 phút, nhưng chúng tôi biết mình vẫn có cơ hội thắng. Dù vậy, Morocco cũng không biết cách trừng phạt đối thủ. Chiến thuật toàn đội được vận hành tốt. Chúng tôi kéo trận đấu đến lạc luân lưu và sau đó, mọi thứ như chơi sổ số. Nhưng khi có một thủ môn giỏi Jason Bono trong đội, bạn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.
Bono trở thành người hùng của Morocco khi cản phá hai cú sút của Carlos Soler và Busquets. Trong khi đó, pha dứt điểm của Pablo Sarabia chạm cột dọc. Tây Ban Nha thất bại ở cả ba lần sút trước Morocco và bị loại khỏi World Cup 2022. Morocco gây ấn tượng tại World Cup khi kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đội bóng của huấn luyện viên Regragui thắng Mỹ và Canada trước khi có trận hòa Croatia. Đại diện châu Phi chỉ để thủng lưới một bàn sau 4 trận. Ngay từ khi giải đấu diễn ra, tập thể của tôi không có được 100% thể trạng. Đó là lý do tại sao việc vào đến tứ kết là điều phi thường. Chúng tôi đã thành công trong việc tạo dựng tập thể gắn kết như một gia đình và được nhiều người ủng hộ. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả những gì mình có với nguồn năng lượng dồi dào và ý chí không bỏ cuộc, huấn luyện viên Regragui nói. Đối thủ của Morocco ở tứ kết World Cup 2022 là Bồ Đào Nha. Cách đây 4 năm trên đất Nga, đại diện châu Phi từng thua Bồ Đào Nha với tỷ số 0-1 bởi pha lập công duy nhất của Cristiano Ronaldo. Huấn luyện viên Santos giải thích vì sao để Ronaldo ngồi dự bị. Sau khi nhốt Ronaldo trên ghế dự bị, Bồ Đào Nha có chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-1 trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022. Huấn luyện viên Santos đã giải thích vì sao để Ronaldo ngồi dự bị. Trong chiến thắng hủy diệt Thụy Sĩ 6-1, huấn luyện viên Fernando Santos lại mệt mỏi bởi thái độ của đội trưởng Ronaldo kém vui khi bị nhốt, và chiến lược gia Bồ Đào Nha đã thổ lộ với báo chí. Huấn luyện viên Santos nói, việc tôi không cho Ronaldo ra sân ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1 chỉ là một chiến thuật và chỉ như vậy mà thôi, không còn ý gì khác. Huấn luyện viên Santos cũng thể hiện sự không hài lòng của mình khi Ronaldo tỏ thái độ khi bị thay ra ở trận cuối vòng bảng thua Hàn Quốc 1-2. Và báo chí cũng quay huấn luyện viên Santos về tình huống này, tôi không hài lòng cách Ronaldo thể hiện, nhưng đó là điều hết sức bình thường khi một đội trưởng bị thay ra. Và nó cũng chỉ có thế thôi, đó là sự phản ứng. Rất con người, hết sức bình thường. Santos nói tiếp, Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất tại World Cup này, đó là tinh thần chuyên nghiệp, một đội trưởng gương mẫu. Song tớ cũng có thể thay thế, anh ấy vì tập thể, vậy thôi. Rồi báo chí lại dí tiếp huấn luyện viên Santos rằng, liệu mỗi khi nhốt Ronaldo trên băng ghế dự bị hoặc thay ra giữa trận, đó là những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói, không có chuyện đó, tôi và Ronaldo có một mối quan hệ gần gũi, tôn trọng nhau. Tôi biết và hiểu cậu ấy năm cậu 19 tuổi, lúc đó đang đá cho Sporting và sau nhiều năm nữa khi Ronaldo đá cho tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo và tôi luôn có một sự tôn trọng trong công việc với tư cách tôi là huấn luyện viên trưởng, còn cậu ấy là đội trưởng. Ronaldo luôn là cầu thủ quan trọng của đội. Khi nhận xét về đối thủ Morocco ở tứ kết của Bồ Đào Nha, đội bóng vừa đánh bại người hàng xóm Tây Ban Nha ở loạt luân lưu bằng lối chơi phòng ngự khiến Tây Ban Nha không thể làm ăn gì được. Huấn luyện viên Santos nói rằng, đó là đối thủ rất thách thức, sẽ là một trận đấu cực khó cho chúng tôi. Morocco chơi nặng phòng ngự, họ khỏe và tâm lý của Morocco sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với chúng tôi khi chạm trán ở tứ kết World Cup 2022.